Nam em lần đầu lên tiếng sau loạt tin đồn cho rằng cô yêu Bạch Công Khanh. Theo đó, người đẹp khẳng định mình bị cắt ghép phát ngôn dẫn đến hiểu lầm. Thời gian qua, nam em là cái tên được chú ý sau khi thử sức ở một cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam. Sau khi đạt top 10 chung cuộc Miss World Việt Nam 2022, người đẹp chuyên tâm vào con đường ca hát. Cô là cái tên quen thuộc của nhiều phòng trà ở thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, những màn song ca giữa nam em và Bạch Công Khanh được khán giả đón nhận vì sự ăn ý. Thậm chí nhiều thông tin cho rằng cả hai đang có tình cảm, nhất là sau phát ngôn muốn lấy Bạch Công Khanh làm chồng, được cho là của nam em lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Thế nhưng vài ngày vừa qua, cả hai bị phát hiện hạn chế tương tác khi đứng chung sân khấu. Điều này càng khiến công chúng nghi ngờ cả hai sợ bị bàn tán nên tránh mặt nhau. Đến tối ngày 13 tháng 12, nam em đích thân lên tiếng để giải thích mọi việc với người hâm mộ. Người đẹp cho biết, thời gian qua ít hát tại các đêm nhạc phòng trà là có nguyên do. Dạo gần đây tôi rất hạn chế nhận những show phòng trà vì vấn đề sức khỏe. Tôi biết nếu cứ lấy lý do sức khỏe ra để ảnh hưởng đến chất lượng của đêm nhạc là không hay. Tôi từng nói với anh Bạch Công Khanh sẽ không muốn nhận thêm show vì sợ ảnh hưởng. Tôi không muốn vì một lý do bất khả kháng mà phải bắt người khác chịu đựng mình, cô nói. Đồng thời nhân dịp này nam em cũng đính chính phát ngôn khiến công chúng nghĩ rằng cô và Bạch Công Khanh yêu nhau. Tôi được hỏi Khanh có phải là mẫu người lý tưởng của em không? Tôi trả lời, nếu như chọn một người làm chồng, tôi sẽ chọn người như Bạch Công Khanh, vì anh ấy bao dung, nhân hậu và tử tế. Tôi cũng chưa từng nói tôi yêu Bạch Công Khanh và muốn lấy anh ấy làm chồng. Hiện tại nam em cho biết sẽ dành thời gian ở nhà để nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân nhiều hơn, nhưng vẫn sẽ đi hát để duy trì kinh tế. Tiết lộ về tình trạng sức khỏe hiện tại, nam em nói, tôi gặp vấn đề về trí nhớ, điều này làm cản trở cuộc sống của tôi, và tôi thật sự rất mệt mỏi với vấn đề này. Cơ địa của tôi rất dễ trúng gió. Đó là lý do tại sao tôi luôn sử dụng dầu gió. Nhiều khi đang hát, tôi rất khó khăn trong việc di chuyển và ngồi. Đây cũng là vấn đề tôi khá mệt mỏi. Mà mỗi lần bị dính gió thì ai bị sẽ biết. Nhiều khi nói chuyện và hát sẽ khó đúng lời và mất tập trung. Nhiều khi tôi cố quá, có đôi khi nói sảng trên sân khấu, nên tôi phải rút trước khi để mọi chuyện đi quá xa. Nhan sắc tôi có thay đổi do từng dùng thuốc nhiều, và tôi đang cần thời gian để bản thân hồi phục hẳn thì mới đi hát được. Tôi cũng không thể cố làm điều ngoài sức lực của mình.